Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Kính chúc quý vị một ngày mới nữa an lành. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2018. Con đang đứng trên tháp chuông của chùa Giác Ngộ. Hôm nay con trân trọng đến với quý vị một mẫu chuyện thiền khác như thường ngày. Hôm nay là một mẫu chuyện khá ngắn gọn nhưng cũng rất thú vị như sau. Chuyện kể rằng có một vị thiền sư nọ tên là Hakui, khá là nổi tiếng với thanh danh trong sạch, được nhiều người tìm đến để học thiền. Bên cạnh ngôi chùa vị thiền sư ở có một cô gái trẻ trung, bỗng chốc bụng bầu dạ chữa, bị mẹ cha gạn hỏi, cô ấy không trả lời. Họ tức giận lên và cô ta buộc phải nói đó là vị thiền sư Hakui, tác giả của cái bụng của con. Và họ rất là bất ngờ cũng như cực kỳ là tức giận. Ba mẹ của cô gái lập tức đến chùa và nói toàn bộ câu chuyện, những gì mà con gái mình kể. Thiền sư Hakui sau khi nghe chỉ có một câu đáp lại. Quý vị nghĩ câu gì? Vậy à? Từ đó thanh danh của ngài ngược lại hoàn toàn với những gì nổi tiếng trước kia, thì bây giờ người ta không một ai tìm đến học thiền nữa. Và 9 tháng 10 ngày đứa bé được sinh ra, họ mang đứa bé đến cho ngài. Đó, đó là con của ngài, ngài phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nó đi. Từ đó ngài nuôi đứa bé bằng sữa đi xin ăn, đi khất thực. Người ta lấy chanh chua, trứng thúi ném vào ngài, vẫn âm thầm lặng lẽ, không một chút lay động tâm hồn, nhưng chăm sóc đứa bé đầy tình thương yêu. Một năm sau, người mẹ của đứa bé cảm thấy hối hận vô cùng và nói thật với ba mẹ, tác giả của đứa bé, người cha ấy không phải là vị thiền sư Hakui mà là một anh đồ tể nọ ở ngoài chợ. Tất cả họ đều hối hận, chạy đến chùa và cúi đầu sám hối với ngài thiền sư và xin lại đứa bé. Họ bộc bạch đủ thứ. Ngài thiền sư chỉ nói một câu như ban đầu. Câu gì? Vậy à? Câu chuyện kết thúc ở đó. Bài học được rút ra là chúng ta thấy vị thiền sư đã dùng một câu thôi, vậy à, trả lời cho tất cả trường hợp đúng và sai, tốt và xấu của cuộc đời. Ngài cho phép cái sự kiện cuộc đời tốt và xấu, đúng và sai trong cái phút giây đó được biểu hiện tự thân nó. Ngài không tham gia vào cái vở kịch tốt xấu của cuộc đời. Ngài đứng qua một bên và làm nhân chứng cho sự thật và không tham gia vào để làm méo mó, để trở thành một diễn viên diễn thêm một vở kịch nào nữa hay là dựng thêm một hoạt cảnh nào nữa. Ngài chỉ đang là một người xem phim một cách rất là tự nhiên và không phản ứng với nó. Ngài không để cái sức mạnh bên ngoài kia của đúng sai, của hay dở, của được mất, của hơn thua, tức là bát phong của cuộc đời, đi vào và phá hoại tâm hồn an nhiên tự tại của ngài. Ngài bước qua một bên của cuộc đời và làm chứng nhân cho mọi thứ đến đi. Ngài cho cái phút giây hiện tại được trọn vẹn biểu hiện như nó là, ngài hoàn toàn vô tội. Ngài không biến một sự kiện, vốn nó chỉ là sự kiện nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, thành một tác nhân để ngài trở thành một nạn nhân. Ngài không nạn nhân hóa sự kiện của cuộc đời. Ở đây không có ai là nạn nhân hết. Ngài chỉ đơn thuần nhận đứa bé, vậy à, một cách hoan hỷ, chăm sóc bằng tình thương yêu, chứ không nhận bằng lòng sân hận, cũng không nhận bằng lòng tham lam. Và vì vậy trả đứa bé một cách hoan hỷ, cũng không sân hận, cũng không tham lam. Cuộc đời này là khổ, Đức Thế Tôn nói như vậy. Nhưng Thế Tôn có khổ không? Phút giây Thế Tôn nhận ra cuộc đời khổ, Thế Tôn không kháng cự cái sự khổ của cuộc đời. Bởi vì Ngài thấy nhân như vậy, duyên như vậy, và quả như vậy. Khi Ngài say yes với cái khổ cuộc đời, Ngài không còn khổ nữa. Chúng ta khổ. Mỗi lần mà chúng ta khổ, trong lòng chúng ta có một chữ ngược lại với chữ yes đấy. Chữ gì? No. Chúng ta kháng cự với mỗi phút giây của đời sống. Chúng ta kháng cự lại một điều gì đó
đã diễn ra, đang diễn ra hay hy vọng sẽ diễn ra. Sự hối tiếc là một sự kháng cự của quá khứ, sự mong đợi là một sự kháng cự của tương lai, và sự bực bội với hiện tại là sự kháng cự với cái ở đây và bây giờ. Bao nhiêu lần trong đời ta kháng cự? Vô số lần. Ta được gì? Khổ đau. Lớn lên sự kháng cự là làm lớn lên sự khổ đau. Vậy Đức Thế Tôn, những bậc hiền thánh chân nhân xưa nay sống hòa đồng với thực tại. Bởi vì vậy, bởi vì sao mà họ chưa bao giờ thể hiện một chút sân hận, bực bội, hớt ha hớt hải, vui mừng tột độ hay đau khổ vô cùng? Bởi vì tất cả những bậc chân nhân hiền thánh ấy, họ không biến những gì đang biểu hiện ở đây và bây giờ như là kẻ thù của họ. Họ lựa chọn phút giây hiện tại, phút giây đẹp nhất này là bạn của họ. Khi họ chọn cái phút giây này là bạn của họ, tức là họ chọn sự sống làm bạn của họ. Bởi vì sự sống chưa bao giờ ra khỏi phút giây này, cho nên khi họ làm bạn với phút giây này, tức là họ làm bạn với sự sống. Có nghĩa là những gì trong phút giây này biểu hiện ra sẽ là bạn của họ. Nếu như đi dưới đường kia là đèn xanh cũng là bạn họ, đèn đỏ cũng là bạn họ. Vào công việc trễ một chút ai la ngó cũng là bạn họ. Về nhà, vợ chồng con cái, cơm nước, heo gà cũng là bạn họ. Nếu như mà có một nồi cơm cháy được nấu bởi vì người vợ quá mệt mỏi dọn lên cho chồng mấy món cơm không chu đáo bình thường cũng là bạn họ. Họ không để sự sống bên ngoài tác động vào họ. Họ có đủ chủ quyền cho những chương trình TV vui buồn trong đầu họ, và cái quyền đó đặt trên tay họ. Họ không để một ai cầm cái đầu mót bật chương trình mà bên ngoài họ thích. Hạnh phúc hay đau buồn, họ không để thế gian bên ngoài quyết định. Đó là sức mạnh nội tại, quyền lực đích thực họ đã có được. Bởi vì họ có khả năng say yes 100% với mỗi phút giây của đời sống. Vậy chúng ta thay bao nhiêu lần đã say no với cuộc đời, chúng ta chỉ lớn lên đau khổ. Vậy bạn nhé, hãy thử thực tập say yes. Chỉ có người yêu say yes, cô đơn say yes, học dở say yes, học giỏi say yes, nói yes, được cái gì đó say yes, mất nó say yes, giàu yes, nghèo yes, đẹp yes, xấu yes, lắm lúc buồn yes, vui yes, ngồi một mình yes, được một đám bạn xung quanh yes, lúc khỏe yes, lúc cực kỳ đau khổ hay bệnh tật yes. Ta yes không phải vì ta không biết gì, mà ta biết tất cả. Nhưng như vậy, ta kháng cự chỉ làm nên cái năng lượng bất thiện ở trong người để làm nạn nhân của cái hiện tại mà thôi. Ta biết cho nên ta mới yes. Yes không phải nắng chiều nào theo dù đó, mà ta yes với một năng lượng hành động. Yes không phải là ăn không ngồi rồi, mà yes là hành động. Nhưng hành động với năng lượng yes, tức là ta hoàn toàn làm một với dòng chảy cuộc đời, thì sức mạnh của cuộc đời sẽ đi ta qua, sẽ đi qua ta, và ta không cần thêm một sức mạnh nào nữa. Khi ta có năng lượng yes thì ta sẽ hành động, và ta hành động với tất cả các sức mạnh của hiện tại và đi vào trong tương lai. Sức mạnh ấy là vô biên và không có giới hạn. Nếu không ta hành động với một năng lượng no, thì trong lòng ta sẽ có một sự kháng cự. Với một sự kháng cự đó, nó sẽ tạo ra sự hủy diệt trong hành động, và kết quả của nó là tàn phá. Ta biết được điều đó, cho nên ta có thể chọn lựa một ngày 24 tiếng đồng hồ ta sống với một năng lượng hoàn toàn ở đây và bây giờ, hoan nghênh tất cả những gì đến. Bởi vì thực tại và sự sống của vũ trụ, nó thích đổi thay và vận hành liên tục như một dòng chảy bất tận. Nếu ta kháng cự, ta sẽ là nạn nhân của sự sống. Nhưng nếu ta làm một cái dòng chảy ấy, thì sức mạnh của ta là vô biên. Đi vào trong tương lai bằng sức mạnh của hiện tại, ta có thể chuyển hóa mọi thứ theo như lòng ta muốn. Khi cần, đưa tay ra nhận đứa bé. Thế à? Khi cần, trao đứa bé bằng một lòng hoan hỷ. Thế à? Và trong khi trọn vẹn chăm sóc đứa bé, mà không bị những cái chanh chua, trứng thối ấy ném vào, và sợ hãi danh dự của ta mất hay là danh dự của ta còn. Khi ai đó cúng dường cho con 5.000, con trề mặt mình xuống, sao ít tiền quá vậy? Tại sao? Có một cái gì nhận, một cái gì đó quá ít sao? Cứ như vậy thì mình mới trề xuống, mình buồn chứ. Còn nếu như không có một người nhận một cái gì đó,
thì ta cũng hoan hỷ. Mô Phật, ai đó cúng cho con 5 triệu, à, mừng quá, nhiều tiền quá. Ai làm điều đó, một cái tôi nhận một cái gì đó, được một cái gì đó, nhiều hơn một cái gì đó, thêm vào một cái gì đó cho nó sao? Thử một lần đi, thử nhận 5 ngàn, 5 triệu, 5 tỷ gì đó, coi thử nó có nhiều hơn lên không. Nếu không, à, một lần ta biết nó không nhiều hơn, nó cũng không bớt hơn, không nhiều hơn mỗi 5 tỷ, không nhiều hơn mỗi 5 ngàn, thì mắc mớ gì? Mắc mớ gì? Mắc mớ gì hết. Vậy thì 5 ngàn, mô Phật. 5 triệu, 5 tỷ, mô Phật. Chỉ vậy thôi, đâu có gì hơn, đâu có gì thua. Bầu trời ấy vẫn trong xanh, dù cho mây mờ, dữ dội một đám mây đen đúa đáng sợ, hay là một đám mây xinh đẹp dễ thương. Mây đến rồi mây đi, bầu trời chưa bao giờ thêm bớt. Nếu ta là bầu trời, thì đám mây có hay không, chuyện đó bình thường thôi. Nếu ta là ta, trọn vẹn con người là bầu trời ấy, là không gian rỗng lặng, là cái tĩnh lặng tới đây chưa bao giờ sinh, cũng chưa bao giờ diệt. Thì em đến, em nói với ta, tôi yêu anh, vậy à? Tôi thấy anh thật là tuyệt vời, vậy à? Nhưng bây giờ, tôi không thể sống thiếu anh, có thể anh ở bên tôi, vậy à? Sau một thời gian, sao mà anh kỳ cục quá? Sao mà bao nhiêu thứ tôi hy vọng, tôi thấy, bây giờ anh thay đổi vậy? Vậy à? Bây giờ tôi không thể sống với anh được, vậy à? Thôi chúng ta chia tay nhé, kỹ đừng lên vị này. Vậy à? Anh có bị khùng không? Vậy à? Chúng ta vậy à, bởi vì không phải là chúng ta khùng, vì chúng ta không biết gì hết, mà chúng ta biết rất rõ những gì đến rồi nó sẽ đi, những gì có rồi nó sẽ mất. Vui với nó rồi ta sẽ buồn với nó. Vậy ta chọn cách trung đạo, sống ung dung tự tại, bước từng bước vững vàng, bước trọn vẹn mỗi bước, không bước hời hợt vì sợ hãi hay nghi ngờ. Ta được cái quyền sống như một con người trong mỗi phút giây của đời sống, ta chỉ duy nhất và cuối cùng thôi. Ta không kháng cự với cái đang làm, ta không tạo ra một sự đối lập với hiện tại, ta chỉ là nạn nhân của nó. Hoan hỷ, mở rộng lòng ra cho thực tại đi vào ta, và ta trọn vẹn mỗi phút giây của đời sống. Đó là ý nghĩa mà con cảm nhận được từ mối chuyện này. Con kính xin chia sẻ đến chư thiện hữu tri thức. Một ngày mới an lành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.